có thổ nó chỉ bằng kia. Rồi, chị vẽ đi. Ba cái cánh màu gì ba? Con nhìn coi màu gì, con biết mà. Màu hồng hả? Ok, rồi, câu đi. Tại sao hai cái cánh màu hồng với ba? Thì nó màu nó giống nhau thôi con, cùng là cái cánh thôi. Tại sao em mới nhỏ và em mới lớn bên đây với ba? Em bé nhỏ để mà cho con nhìn vô. Vậy hả? Để biết màu nào, em bé lớn là để cho con tô màu, hiểu không? Vậy hả? Tại sao em bé này lớn quá rồi em bé này nhỏ quá không biết đường đi vậy? À. Em bé lớn là em bé ăn nhiều, em bé lớn. Và em bé nhỏ không chịu ăn, nhỏ xíu à. Vậy hả? Nó mới xin đì vậy đó. Còn ba có lạc không ba? Nó lớn rồi ba biết đường, nó không có đi lạc. Vậy hả? Như còn nhỏ như chưa biết đường, sinh đi mới đi lạc. Dạ. Chừng nào sinh đi lớn, sinh đi thành cô tiên á, ừ. Em thì có cánh, có phép thuật cho tay à. Đúng rồi. Rồi có cái cánh ở phía sau, sinh đi có bay được không? Được. Lúc đó sinh đi có tóc dài không ba? Được. Sinh đi biến một cái thành tóc dài, sinh đi thắt bính luôn. Vậy hả? Rồi con câu tiếp đi. Ba. Dạ. Tại sao em mới đeo dây chuyền á, người ta vẽ một vàng với ba? À, cái đó là phải dây chuyền ta, cái đó là cái bánh lái mà để em bé bay lên trời, em bé lái qua bên trái bên phải á. Chứ không phải gì chuyện. Hai cái lái chứ. Rồi sao người ta vẽ hai cái lái một vàng vậy? Thì cho nó phân biệt màu thôi con. Vẽ dạ. Màu khác cũng được. Chứ đi không thích màu vàng thì đi vẽ màu khác đi. Rồi, dạ, tiếp nha. Con nhìn xuống cái hình dưới á. Dạ. À. A B C. Nè khát nước uống nước nha. Sao Cindy thích khỏe quá vậy? Ngày nào cũng khỏe chứ gì? Tại vì thích khỏe thôi anh. Ngồi ngồi cao cao lên con. Ngồi cao cao lên để hư mắt. Dạ. Dạ, để đi. Ngẩng cái đầu cao cao lên để hư mắt để ngồi xét. À đúng rồi, nhìn xuống tô màu đây đúng rồi. Ngồi giống như học sinh với học trò ngồi đó. Học sinh học trò. Tại sao học sinh nó viết chữ không tô màu với ba? Thì mình nào mình lớn nên là mình không có tô màu nữa, mình chỉ biết chữ thôi. Nãy xin đi lớn lên, xin đi không học tô màu nữa. Tô màu chỉ học nhỏ thôi. Biết vẽ chữ và biết tô màu bên trong nữa hả ba? Đúng rồi. Rồi có cách trái rồi có vẽ đường gạch không ba? Có luôn. Có. Vẽ nhiều đường gạch luôn. Vậy hả? Ừ. Nhiều đường gạch cứ như xin đi vẽ như hả? Đúng rồi. Tại sao mấy anh chị á không có khóc mà mấy anh chị ngoan quá vậy ba? Lớn này không có khóc nữa, còn nhỏ giống Cindy mới khóc thôi. Vậy hả? Ừ. Tại sao mấy anh chị học lớn vậy? Thì mình học từ từ nhiều năm thì mình sẽ lớn lên. Vậy hả? Ừ. Giống như Cindy, chị nói Cindy lớn lên, Cindy học giống mấy anh chị vậy đó. Cindy chỉ biết chữ, đọc sách thôi. Vậy hả? Ừ. Tại sao Cindy mấy đúng mà Cindy không đúng vậy ba? À, tại người ta gọi tên vậy đó, người gọi là Cindy. Cindy. À, Cindy mới đúng. Con đẻ thêm hai em bé Cindy có cùng nhau không? Không, ba đặt tên khác. Đi hả? Chị nào Cindy có em, ba đặt tên khác. Đi hả? À. Tên em gì ba?
Nếu mà em trai là đặt là Tony. Tony hả? À, còn em gái là What? What? Tony thôi. Em gái gì? Em gái là đặt tên là Mary. Mary. À. Còn em đẹp trai là gì? Đẹp trai là Tony đó. Tony. Hả? Là Tony. What? Là em tô mì thôi. Dạ em tô mì hả? Em này. Tô mì chứ mì quá hả? No, tô này với mấy tô mì. Tô này hả? À, tô mì. Tô này với mì quá vậy? À, giống giống vậy đó. Yeah. Tôi mặc khéo khéo dừng lem ở ngoài nha. Ủa sao cái cánh của em bé lên dưới hoài vậy ba? Là sao con không hiểu? Nãy cái cánh em bé nè. À sao? Dưới này lên này xin lên vậy? À đúng rồi. Mấy thằng cái cánh rồi con. Gì hả? Rồi em bé có phép thuật không ba? Có, em bé có phép thuật nữa. Mấy máy bay rồi. Gì hả? Và không có phép thuật. Không có phép thuật thì không có bay được đâu. Vậy hả? Tại sao em bé có phép thuật chứ gì sao như ba? Tại vì em bé là con của bà Tiên. Tiên hả? Ừ, con của bà Tiên. Bà Tiên truyền phép thuật cho em bé. Vậy hả? À. Mua tô ở trong cái cánh đi. Tại sao em bé hả? Mà em bé bay qua phải, bay qua trái rồi thấy đường em bé đi rồi em bé nhảy xuống gỡ cánh ra vô bà. Tại vì em bé biết đường đi đó, em bé mới đi được. Vậy hả? À. Con nhỏ. Rồi em bé còn nhỏ thì sao? Bé còn nhỏ thì em bé sẽ học, học thêm. Học thêm ăn nhiều á, từ từ sao em mới nhỏ xíu mà từ từ em mới lớn không vậy? Đúng rồi, ăn nhiều từ từ lớn lên con. Tại sao không thấy miệng ba? Tại sao? Tại sao không thấy miệng ba? Không thấy miệng của ba nè, miệng ba nè. Hả? What? Quá. Rồi thôi vẽ tiếp đi. Tại sao thấy miệng ba lòi xuống dưới? À, giải tiếp cho xong đi qua. Bà đang quay phim gì nè. Ê. Mới học cái cánh này còn cái mình đâu. Cái nón nữa. Cái nón là gì? Cái cánh chưa xong nữa kìa. Tôi xong cái cánh đi. Rồi tới cái mình với cái nón nữa. Cái nón siêu nhân kìa. Cái này là cái tóc mà ông ơi. À cái tóc à. Tại sao cái tóc buộc hai chùm của em bé vậy ba? Tại em bé thích buộc hai chùm. Vậy hả? Ừ, xin đi buộc mấy chùm cũng được á. Vậy hả? Ừ. Tại sao em bé không buộc á? Một chùm mà em bé buộc hai chùm vậy? Buộc hai chùm thì nó đẹp hơn. Vậy hả? Ừ, nhìn nó dễ thương hơn thôi. Vậy hả? Như tô màu khéo quá ta. Cắt nước vào, uống nước hả? Thì đi chắc. Không. À. Rồi, giỏi quá. Như tô màu khéo quá. Yeah, xong cái cánh rồi. Tới cái khác đi. What color? Pink. Yeah. Rồi tới cái nón đi con, cái nón đi. Cái nón cam hả? Okay. What color? Orange. Yes. Orange là màu gì ba? Màu cam đó con. Vậy hả? Ồ.
Rồi tô đi. Cái này tô màu ba hình cây viết ở tay đâu rồi? Cây viết. Mình nói đây cây viết. Rồi, xin đi che lại rồi. Vẽ cái mặt em vẽ. Rồi, vẽ nhanh đi, nhanh đi. Tô con tô cái viền ngoài trước nha, đúng rồi đó. Tô cái viền trước rồi xong rồi tô mới tô phía trong. Sao cái nón của em mới bự vậy ba? À, tại vì cái đầu em bé bự, cái nón bự theo. Vậy hả? Mà sao á, hình giả mà người ta ảnh vô cái máy á, người ta ảnh vô cái máy xong người ta bán cho bà nội, cho cái người ta ảnh vô máy á, cái quyển sách nó cái máy nó gỡ đã in vô vô cái máy tính đó. Cái kia mình dở ra không được chứ ba. À, cái máy tính nó in vô giấy luôn không? Cái mực nó dính vô trong giấy nó không có gỡ được. Vậy hả? Mà sao coi phim á, chú qua cái kia nó nô hoài cái kia nó yes mà chú gỡ cái giấy trong phim từ ra vô ba. À, trong phim hoạt hình đó hả? Cái phim hoạt hình thì người ta muốn làm sao cũng được, còn ở ngoài thực tế thì khác. Còn cái hình này là người ta in ra sách người ta bán cho mình thôi. Nó dính vô trong đó luôn rồi. Dính vô trong nó sao không gỡ ra không được quá. Nó dính vô tờ giấy luôn đâu có gỡ được. Đây, ba rồi. Xong chưa? Xin đi tô màu xong chưa? Ba. Dạ. Tại sao má làm công việc lâu thiệt là lâu mới lại đây giờ? Vậy hả? Má làm chưa xong không? Má làm xong rồi ba gọi điện cho má lại nha. Xong chưa? Thế là xong chưa? Hồi nãy coi phim á. Chào chị, cái điện thoại đang keng, cái người kia công chúa nó alo, cái người kia tưởng đâu đâu công chúa gọi, tay máy tính giật với ba. Vậy đó hả? Rồi chị đi tô màu tiếp đi. Ba đang quay phim nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chắc rất hết màu quá. Còn học bàn nữa nha, đừng có lem vô đó. Phải biết sắp hết màu rồi. Hết màu cái gì? Hết màu lấy màu khác đi. Dạ không? No. Xong chưa?